cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy tác chiến Tapria của Ukraine, ông Oleksandr Stupun vừa qua cho biết, trên đài phát thanh Svoboda, Nga đã tăng mạnh số lượng các hoạt động tấn công gần Adipka, tỉnh Donetsk, Trước đó, các lực lượng Nga đã giảm hoạt động trong khu vực này. Tuy nhiên, vào hôm 21 tháng 11, phía Nga đã tăng số lượng các cuộc tấn công lên khoảng 30%. 29 cuộc không kích đã được ghi nhận trong ngày. Theo ông Alexander Stupun, Nga đã tấn công không thành công ở phía đông novo cũng như các khu vực Adipka, Sivene và Pevomaske. Ông Stupun cho biết tình hình xung quanh Adipka đang khó khăn ở khắp mọi nơi, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát nhà máy than cốc Adipka vẫn là mục tiêu của Nga, nhưng Ukraine vẫn tiếp tục kiểm soát nó. Khi được hỏi về bất kỳ tổn thất nào về vị trí hoặc lãnh thổ của lực lượng Ukraine hoặc quân đội Nga trong tuần qua, ông Stupul trả lời, nếu có thì đó chỉ là tạm thời. Lực lượng Nga bắt đầu mở nhiều đợt tấn công ở mặt trận phía đông Ukraine từ mùa thu nhằm vào thành trì Adipka ở tỉnh Donetsk và các thành phố đầu mối giao thông quan trọng gồm Liman và Kupian hoạt động tác chiến của hai bên được dự báo gặp nhiều khó khăn trong mùa đông khi nhiệt độ ban ngày không vượt quá âm 5 độ C. Nga hồi giữa tháng 10 điều lực lượng tương đương 3 lữ đoàn để tấn công Adipka, đô thị chủ chốt nằm ở phía bắc thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên. Lực lượng Nga đang tạo thế gọng kìm bao vây Adipka ở ba mặt Bắc, Nam và Đông, khiến Kiev chỉ có thể duy trì tiếp tế và tăng viện quân cho thành phố từ phía Tây giành được Adipka sẽ giúp quân đội Nga mở rộng thêm 50-60 đến 60 km trên tiền tuyến, tạo nên cửa ngõ từ thủ phủ Donetsk đến các thành phố khác như Kostyantinivka ở phía Bắc, tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Theo thời báo Israel, Times of Israel.com, Quốc hội Nam Phi ngày 21 tháng 11 đã thông qua nghị quyết kêu gọi chính phủ đóng cửa đại sứ quán Israel ở Pretoria cho đến khi Ten Aviv đồng ý ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian. Nghị quyết này cũng gọi cách đối xử của Israel với người Palestine là phân biệt chủng tộc. Đến ngày 22 tháng 11, các nghị sĩ ở Nam Phi đã bỏ phiếu ủng hộ 248 phiếu thuận trên 91 phiếu chống đề xuất đóng cửa Đại sứ quán Israel và đình chỉ mọi quan hệ ngoại giao với Israel cho đến khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột với Hamas. Trước đó, trong cuộc họp báo hôm 19 tháng 11, tránh văn phòng Tổng thống Nam Phi, Khumbuzo Sabheni đã kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng việc không làm như vậy sẽ thể hiện sự thất bại của quản trị toàn cầu. Bà Sabheni nói, thế giới không chỉ đứng nhìn, cộng đồng toàn cầu phải đứng lên để ngăn chặn nạn diệt chủng này ngay bây giờ. Bà lưu ý rằng, đại sứ Nam Phi tại The ở Hà Lan đã đệ đơn kiện Israel lên ICC vào tuần trước, cùng với Comoros, Djibouti, Bolivia và Bangladesh. Đầu tháng này, chính phủ Nam Phi đã triệu hồi đại sứ và phái đoàn ngoại giao của mình tại Israel mô tả cuộc giao tranh chống Hamas của Tel Aviv ở Gaza là sự diệt chủng và cho biết họ đang xem xét việc đóng cửa hoàn toàn Đại sứ quán Israel ở Pretoria. Đáp lại, Israel đã triệu hồi đại sứ nước này tại Nam Phi, Eli Belosikovsky, để tham vấn sau một loạt bình luận và bước đi phản hồi của Pretoria về kế hoạch quân sự của Tel Aviv ở Gaza một tuyên bố ngắn từ bộ ngoại giao Israel cho biết trước những bình luận và động thái gần đây từ Nam Phi, đại sứ Israel tại Nam Phi đã được triệu hồi để tham vấn. Nam Phi từ lâu đã là nước ủng hộ mạnh mẽ người Palestine và đảng cầm quyền ANC của Nam Phi đã gắn cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở nước này với yêu cầu của người Palestine về một nhà nước độc lập. Ở một diễn biến khác, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, Catherine Russell, ngày 22 tháng 11 đã gọi giải Gaza là nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với trẻ em. Khẳng định thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine không đủ để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhóm đối tượng này. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Barusen nhấn mạnh hơn 5.300 trẻ em được cho là đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát hôm 7 tháng 10, chiếm 40% tổng số người thiệt mạng trong cuộc xung đột, tính đến ngày 22 tháng 11. Barusen, người vừa trở về sau chuyến đi tới miền nam Gaza, bày tỏ, đây là điều chưa từng có, tôi bị ám ảnh bởi những gì đã được chứng kiến. Người đứng đầu UNICEF cũng hoan nghênh thỏa thuận đạt được cùng ngày giữa Israel và Hamas, nhằm giải thoát con tin và tạm dừng giao tranh ở Gaza. Tuy nhiên, bà Russen tuyên bố động thái trên là chưa đủ và kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo khẩn cấp để chấm dứt ngay cuộc tàn sát này. Theo bà Russen, 1.200 trẻ em được cho là vẫn đang nằm dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị đánh bom hoặc chưa được xác định danh tính. Quan chức UNICEF chia sẻ, ngoài bom, tên lửa và tiếng súng, trẻ em ở Gaza còn có nguy cơ cao phải sống trong điều kiện tồi tệ. Một triệu trẻ em, tức là mọi trẻ em trong vùng lãnh thổ này hiện không được đảm bảo về lương thực và phải đối mặt với viễn cảnh một cuộc khủng hoảng dinh dưỡng thảm khốc. UNICEF ước tính tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em tại Gaza có thể tăng gần 30% trong những tháng tới. Trong một phát biểu khác tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, người đứng đầu Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc Natalia Kanem đã kêu gọi quốc tế chú ý đến hoàn cảnh khó khăn của những phụ nữ mang thai ở Gaza, với khoảng 5.500 người dự kiến sẽ sinh con trong điều kiện khó khăn vào tháng tới. Bà Can em nói, vào thời điểm cuộc sống mới đang bắt đầu, khoảnh khắc lẽ ra là niềm vui lại bị lu mờ bởi cái chết và sự hủy diệt, nỗi kinh hoàng và sợ hãi. Trên mạng xã hội, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, nước này đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái tấn công được phóng từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen vào sáng ngày 23 tháng 11 giờ địa phương. Bộ này xác nhận các máy bay không người lái bị bắn hạ trong khi tàu chiến Mỹ đang tuần tra ở Biển Đỏ không có thương vong và thiệt hại đối với tàu và thủy thủ đoàn. Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã hối thúc các tay súng hô thi ở Yemen, thả con tàu chở hàng Galaxy Leader cũng như các thuyền viên ngay lập tức và vô điều kiện. Phát biểu trước báo giới, ông John Kirby nêu rõ, việc bắt giữ tàu chở hàng và hàng chục thuyền viên trên tàu xảy ra tại vùng biển quốc tế, do vậy, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã bắt đầu đánh giá khả năng liệt hô thi vào danh sách các nhóm khủng bố đồng thời sẽ cùng các đồng minh và đối tác của Washington xem xét những phương án khác nữa. Được biết, tàu Galaxy Leader được đăng ký dưới tên một công ty của Anh do công ty vận tải biển Nippon Jusen của Nhật Bản vận hành và trao cờ Bahamas. Tuy nhiên, dữ liệu vận tải công khai cho thấy chủ sở hữu con tàu này có liên quan đến công ty Reika Carriers do ông Abraham Rami Unga, một trong những người giàu nhất Israel thành lập. Hiện sau vụ các tay súng Houthi tấn công một con tàu đã cho thấy mối nguy hiểm đang rình rập một trong những tuyến vận tải biển quan trọng của thế giới khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra. Theo những hình ảnh quay được từ máy quay gắn trên người một tay súng, các tay súng đã tiếp cận tàu hàng bằng trực thăng. Sau đó, nhóm tấn công trùng kíp mặt này đã nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát con tàu và bắt giữ thủy thủ đoàn. Những hình ảnh trên báo hiệu một mặt trận mới mở ra ở một khu vực từ lâu chỉ tập trung vào vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Cuộc tấn công cũng gây sức ép mới lên các chủ hàng thương mại đi qua vùng biển, làm giấy lên nguy cơ chi phí bảo hiểm sẽ trở thành gánh nặng của người tiêu dùng và có thể gây thêm khó khăn cho Hải quân Mỹ khi cố gắng đóng vai trò là người bảo đảm an ninh cho khu vực. Trả lời hãng tin AP, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói, có tất cả các dấu hiệu cho thấy những người này được huấn luyện bởi một quân đội chuyên nghiệp, là điều chúng ta chưa từng thấy trước đây. Theo công ty tình báo tư nhân Embry, Vụ chiếm đoạt tàu cũng cho thấy Houthi ngày càng có khả năng làm gián đoạn hoạt động vận tải biển. Công ty tình báo chỉ ra, trước đây Houthi chỉ sử dụng thủy lôi, tên lửa và các thiết bị nổ điều khiển từ xa ở Biển Đỏ. Sự phức tạp của hoạt động này cho thấy rất có thể có sự tham gia của Iran. Lực lượng Houthi dần chuyên nghiệp và sở hữu các loại vũ khí công nghệ cao đang khiến hoạt động vận tải hàng hải tại Biển Đỏ, trải dài từ kênh đào Suez của Ai Cập xuống eo biển Bab el-Mandeb ngày càng trở nên nguy hiểm. Mỹ đã điều thêm nhiều tàu chiến vào khu vực, bao gồm nhóm tàu chiến sân bay USS Dwight D. Eisenhower. Theo hình ảnh vệ tinh, tàu sân bay Eisenhower đang ở vịnh Oman có nhiệm vụ ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công mới nào có thể xảy ra. Nếu cuộc tấn công tiếp theo gây ra thương vong, đặc biệt là công dân Mỹ hoặc Israel, điều đó sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh rộng hơn trên biển. Quân đội Ukraine đang cố gắng kiểm soát khu vực tả ngạ sông Dnieper và đã có bước tiến trong vài ngày qua. Một số chuyên gia quân sự đánh giá sau khi vượt sông Doniapé, các lực lượng Ukraine sẽ cố gắng tiếp cận đường cao tốc M-14 nhằm kiểm soát nhiều tuyến giao thông trong khu vực. Ukraine gần đây tuyên bố thiết lập cầu đổ bộ thành công trên bờ đông sông Doniapé và đẩy lùi lực lượng Nga từ 3 đến 8 km. Đây là bước tiến đáng chú ý nhất của Ukraine trong cuộc phản công. Sông Doniapé là danh giới tự nhiên chia cắt hầu hết mặt trận phía nam Ukraine. Cách đây một năm, Ukraine đã giành quyền kiểm soát thành phố Kherson bên bờ tây con sông này. Các lực lượng Nga đã rút về bờ đông và thiết lập hàng rào phòng thủ. Lực lượng bộ binh Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh dữ dội ở Zaporizhia, Donetsk và Lugan ở phía đông Ukraine. Trong khi đó, ở dọc hạ lưu sông Dnieper, quân đội Nga và quân đội Ukraine vẫn bất phân thắng bại. Các nhà quan sát đánh giá rằng Ukraine dường như đang giành lợi thế ở tả ngạn sông Dnieper khi thiết lập thành công vị trí tại các khu định cư Karinki, Pichanivka và Poima. Tất cả đều nằm ở bờ đông sông Dnieper, bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Nga. Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục hoạt động tấn công ở bờ đông sông Dnieper. Đồng thời, trích dẫn báo cáo của các blogger Nga cho rằng các đơn vị Ukraine đã mở rộng vùng kiểm soát ở phía tây Karinki cách thành phố Kherson khoảng 45 km về phía đông bắc và 1,6 km từ Dnip. IFVK cho hay giao tranh đang diễn ra gần các khu định cư. Quân đội Nga đã công bố video về một cuộc tấn công vào các vị trí đóng quân của lực lượng vũ trang Ukraine ở làng Karinki, vùng Kherson, nằm ở tà ngạn sông Dnip. Đoạn video cho thấy binh sĩ Nga sử dụng hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solsepec để vô hiệu hóa căn cứ quân sự của đối phương. Trong khi đó, các chuyên gia quân sự đưa ra báo cáo cho thấy các cuộc tấn công mới của Ukraine nhằm vào Poima, cách thành phố Kherson khoảng 11 km về phía đông và cách Dnieper 3,2 km. Chuyên gia quân sự Oleksandr Kovalenko nói rằng, việc Ukraine vượt sông và đảm bảo chỗ đứng ở bờ đông sông Dnieper sẽ làm giảm đáng kể khả năng di chuyển và năng lực chiến đấu của lực lượng Nga trong khi đó dù đạt tiến triển ở bờ đông sông doniape các binh sĩ ukraine có thể gặp khó khăn trong việc duy trì động lực chống trước hệ thống phòng thủ kiên cố của nga binh sĩ ukraine nói với tờ Wall street journal rằng họ đang phải ấn náu trong các chiến hào và tầng hầm để tránh các cuộc tấn công của nga kênh WarGonzo trên Telegram của blogger quân sự Semion Pegov ngày 22 tháng 11 đã đăng tải bản đồ trên chiến trường cho thấy những bước tiến gần đây của Ukraine và dự đoán mục tiêu chính tiếp theo của Ukraine sau khi vượt sông Dnipro. Mục tiêu tiếp theo của Ukraine là đến được đường, đường cao tốc M14, Pegov viết, đề cập đến con đường nối tất cả các thành phố lớn ở miền nam Ukraine, từ Odessa ở phía tây đến Mariupol ở phía đông. Con đường chạy qua Kherson và tới Melitopol trải dọc theo bờ biển Azov đến biên giới Nga. Theo báo cáo từ Wogonzo, lực lượng Ukraine ở Karinki và Poyma chỉ cách đường cao tốc chưa tới 5 km. Con đường dường như là xương sống của cầu đất liền nối bán đảo Crimea với Nga. Lực lượng Ukraine đã cố gắng tấn công các cây cầu huyết mạch thông qua mặt trận Zaporizhia và Donetsk, nhưng cho đến nay vẫn bị cản trở bởi hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga. Nếu Ukraine thành công trong việc tiếp cận đường cao tốc M14, họ có thể kiểm soát nhiều tuyến giao thông trong khu vực. Để ngăn chặn nỗ lực của Ukraine, Nga đã tích cực pháo kích vào các vị trí của quân Ukraine ở nhiều khu định cư khác nhau. Theo ông Pegov, việc Ukraine tăng cường hoạt động dọc sông Dnipro có thể gây ra mối đe dọa lớn. Nếu Ukraine đạt được thành công, lực lượng Nga có thể sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng. Ivan Stupak, cựu sĩ quan thuộc Cơ quan An ninh Ukraine SBU và hiện là cố vấn cho Ủy ban Tình báo, Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Quốc hội Ukraine nói rằng lực lượng Ukraine đã cố gắng tiến vào bờ đông sông Dnieper trong ít nhất 4 tháng. Ông Stupak cho hay các hoạt động vượt sông trước đó đã thất bại. Chúng tôi đã mất rất nhiều binh sĩ, trong đó có cả những người nhiều kinh nghiệm. Nhưng giờ đây, Ukraine đã đảm bảo chỗ đứng ở bờ đông sông Dnieper và có thể triển khai chiến đấu từ khu vực này tôi chắc chắn rằng hoạt động ở đây của Ukraine có thể thành công. Ông Stupak nói thêm, đồng thời lưu ý rằng có khoảng 300 binh sĩ Ukraine hoạt động ở bờ đông, hầu hết là lính thủy đánh bộ được huấn luyện bài bản. Một số thiết bị hạng nặng cũng đã được chuyển sang tả ngạn sông Dnieper, bao gồm cả những cây cầu di động do Đức sản xuất để hỗ trợ việc qua lại bằng đường thủy. Chuyên gia Stupak cho rằng đường cao tốc M14 là một mục tiêu tốt đối với Ukraine. Ông cũng lưu ý, mục tiêu cuối cùng của các lực lượng Ukraine là tại hướng Kherson. Quân đội Ukraine đang tìm cách đổ bộ lên tả ngạn sông Dnipro tại mũi Kimbun Spit, Giải đất hẹp nhô ra từ bán đảo Kimbun ở cửa sông Dnipro, nơi con sông này đổ vào Biển Đen, ở phía nam thành phố Mykolaiv. Việc tiến vào khu vực này có thể giúp Ukraine kiểm soát vùng liên kề, hoạt động của các cảng ở vùng Nikolaev và giao thông giữa sông Dnipro với Biển Đen.